Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hệ thống sông Hồng đang cạn nhất lịch sử. Hưng Yên chủ động nguồn hàng nông sản dịp Tết Nguyên đán. Vĩnh Phúc rực rỡ những tuyến đường hoa. Hòa Bình niềm vui từ những cây cầu qua sông Bôi. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, lưu lượng nước ở sông Hồng đã ở mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Lịch sử vận hành các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Đà, sông Hồng cũng chưa bao giờ ghi nhận mực nước cạn như hiện nay. Trước diễn biến đó, vụ đông xuân, miền Bắc đang đứng trước nhiều thách thức và rất có thể phải điều chỉnh giảm diện tích. Trạm bơm Phù Sa thuộc thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, mực nước sông Hồng tại đây hiện chỉ đạt 1,3 m. Theo tính toán, với chỉ số này khi các hồ thủy điện xả về thì sông Hồng cũng không đạt được 2 đến 2,2 m, tức là mức tối thiểu để các trạm bơm trên toàn hệ thống có thể lấy nước vào ruộng. Các chuyên gia thủy lợi nhận định, việc dòng chảy sông Hồng liên tục hạ thấp qua các năm gần đây đã được dự báo trước, song đây là mức thấp nhất 30 năm qua. Còn đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, lịch sử vận hành các nhà máy trên hệ thống sông Đà và sông Hồng chưa bao giờ ghi nhận các hồ cạn kiệt như vậy. Là trong vòng 5 năm gần đây, thì tổng lượng nước xả là khoảng là từ 5 tỷ đến 6 tỷ mét khối cho mỗi một cái vụ đông xuân của chúng ta. Là từ lúc có số liệu quan trắc đến nay thì đây là cái năm thấp nhất. Cho nên nó sẽ xảy ra cái tình trạng là cái việc là điều tưới nước là rất khó khăn. Trước thực tế này, các địa phương như Bắc Ninh, Hà Nội được khuyến cáo cần chuyển đổi cây trồng, không cấy lúa ở những vùng khó lấy nước. Tuy nhiên các địa phương cho rằng khó mà chuyển đổi ngay trong vụ này. Về chuyển đổi thì chúng tôi phải có kế hoạch rất là cụ thể, chi tiết. Khi chúng ta xác định chuyển đổi để chúng ta chuyển đổi cây gì hoặc là nuôi trồng thủy sản như nào thì phải có kế hoạch dài hạn. Chúng ta không thể chuyển đổi ngay cái tức thì trong một năm được. Trước mắt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương vụ đông xuân này phải tập trung gieo cấy vào đúng thời điểm các hồ thủy điện xả nước, nhất là những nơi có tập quán cấy muộn phải thay đổi, tuyệt đối không để lãng phí trong điều kiện này. Gieo trồng cũng phải tập trung. Cái tập quán của chúng ta là mỗi một địa phương thì ở một thời điểm khác nhau. Và trong một địa phương ấy, thì mỗi huyện, mỗi xã lại cũng làm ở một thời điểm khác nhau. Nên chính vì thế chúng tôi đã khuyến cáo các địa phương phải tập trung. Còn về lâu dài, các chuyên gia cho rằng cần một giải pháp đảm bảo nguồn nước cho vùng đồng bằng sông Hồng, chứ không thể trông chờ vào các đợt xả hồ chứa vào mỗi vụ đông xuân. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của huyện Yên Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện cùng với đơn vị thi công sớm hoàn thành các hạng mục, chỉnh trang khuôn viên, bài trí không gian, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Trong đó đang tập trung thi công các công trình cầu Chùa Tổng, cầu Đống La, cầu Treo, cống Yên Thổ. Đây đều là những công trình mở nút thắt giao thông và kết nối các tuyến đường quan trọng, khu làng nghề chế biến lương thực, khu dân cư thị trấn Yên Mỹ. Các dự án khu làng nghề chế biến thực phẩm, khu dân cư mới thị trấn Yên Mỹ đang được triển khai giai đoạn 2. Một số dự án như công trình đường huyện 42, dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đường dọc sông, kè chống sạt lở và nạo vét sông Cầu Treo, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản huyện Yên Mỹ giai đoạn 2 đường số 4, dự án đường quy hoạch số 1 kéo dài và đường quy hoạch số 7, dự án đường huyện 34 kéo dài cũng đang được huyện Yên Mỹ đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ. Xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt trong quá trình thu hút đầu tư, tạo bước phát triển đột phá về phát triển công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trên địa bàn. Từ năm 2007 đến hết năm 2016, huyện Bình Xuyên đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Bình Xuyên được 105 trên 168,5 ha. Diện tích còn lại gần 63 ha đều thuộc địa bàn của xã Sơn Lôi. Trong đó, diện tích đất thuộc thôn Ngọc Bảo là 20 ha, thôn An Lão là khoảng 43 ha. Hiện nay, huyện đã chi trả xong tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho 156 trên 171 hộ dân thôn Ngọc Bảo với số tiền trên 17 tỷ đồng, tương đương với khoảng 8,3 ha. Còn lại 15 hộ dân chưa nhận tiền. Trong khi đó, đối với 43 ha diện tích đất tại thôn An Lão, huyện đang tiến hành quy chủ, kiểm đếm và kê khai tài sản. Tuy nhiên, cơ bản người dân vẫn chưa đồng ý phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Thứ nhất là gì? Làm công tác tuyên truyền. Cái thứ hai là chúng tôi cũng vận động người dân để chấp hành. Và vừa rồi thì Ủy ban tỉnh có ban hành quyết định 28 về kiểm đếm bắt buộc và thực hiện các cái quy trình về cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc. Cho nên là từ nay cho đến hết năm chúng tôi xong quy trình
mà người dân vẫn cố tình thì chúng tôi cũng phải thực hiện cái cưỡng chế để. Theo quy hoạch khu công nghiệp Bá Thiện 2 có tổng diện tích gần 310 ha thuộc 3 xã Bá Hiến, Thiện Kế và Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên. Tuy nhiên đến nay, huyện mới giải phóng mặt bằng được hơn 204 ha, còn lại khoảng 103 ha chưa thể giải phóng mặt bằng. Trong đó xã Bá Hiến gần 19 ha, xã Trung Mỹ trên 80 ha và xã Thiện Kế gần 3 ha. Hiện nay, huyện cũng đang phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bá Thiện 2 để tuyên truyền, vận động bà con nhân dân bàn giao mặt bằng sạch. Riêng đối với diện tích trên 200 ha đã giải phóng mặt bằng xong, chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bá Thiện 2 đã nhanh chóng hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai các dự án của nhiều nhà đầu tư. Bên cạnh công tác vận động tuyên truyền bà con nhân dân, huyện Bình Xuyên cũng sẽ tiến hành cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không chấp hành các quy định của nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, trình tự của pháp luật. Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, hiện nay bà con nông dân tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đang dồn sức sản xuất các sản phẩm hàng hóa phục vụ thị trường, đặc biệt tập trung sản xuất các mặt hàng nông sản. Trang trại chăn nuôi gà của gia đình anh Lê Quang Thắng, xã Đông Tảo là mô hình chăn nuôi điển hình tại địa phương. Mỗi năm xuất bán bình quân trên 40 tấn thịt gà thương phẩm và 500 con gà Đông Tảo làm quà Tết. Thời điểm này, gia đình anh đang tập trung chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp Tết. Thì dự kiến trong tháng Tết này sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 15 đến 17 tấn gà thương phẩm và khoảng là 3 đến 400 con gà quả biếu. Với số lượng như vậy thì cũng chỉ đáp ứng được khoảng 75 đến 80% cái nhu cầu của khách hàng. Với diện tích gần 4 mẫu bưởi đang cho thu hoạch, dự kiến vụ này trang trại trồng bưởi của gia đình ông Đào Đức Thi sẽ cho thu gần 60.000 quả. Ông Thi cho biết, những năm gần đây, nhu cầu về bưởi không ngừng tăng cao do được đánh giá là nông sản sạch nên người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, hiện tại mới bán khoảng 5.000 quả, số bưởi còn lại sẽ được gia đình tiếp tục chăm sóc để phục vụ nhu cầu của khách hàng dịp sắp Tết Nguyên đán. Tết năm ngoái, 60.000 quả bưởi của gia đình ông đã được tiêu thụ hết. Năm nay, nếu không đặt hàng trước, khách hàng sẽ không có bưởi để mua. Là vùng trồng chuối lớn của huyện Khoái Châu, thời điểm này nông dân xã Đại Tập cũng đang tập trung chuẩn bị nguồn hàng dồi dào cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán. Với diện tích 500 mẫu chuối, ước tính trong dịp Tết Nguyên đán, địa phương sẽ cung cấp trên 100 tấn chuối các loại cho thị trường. Hiện bà con nông dân đang tích cực chăm sóc, cung cấp độ ẩm, che buồng, buộc dây, phun thuốc chống sương giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt. Tập trung sản xuất theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm để đưa ra thị trường những sản phẩm được tốt nhất và chất lượng nhất. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu thị trường về nguồn hàng nông sản sẽ tăng cao. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của bà con nông dân tập trung chuẩn bị nguồn hàng đáp ứng nhu cầu thị trường Tết, thì các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành nghiêm túc các quy định trong sản xuất nông sản, thực phẩm sạch an toàn. Hiện nay, toàn tỉnh Hải Dương có 600 ha trồng cam, trong đó khoảng 400 ha đã cho thu hoạch. Năm nay cam được mùa, trung bình 1 ha cho thu hoạch từ 30 đến 35 tấn quả. Hiện nay toàn tỉnh có 600 ha trồng cam, trong đó khoảng 400 ha đã cho thu hoạch. Năm nay cam được mùa, trung bình 1 ha cho thu hoạch từ 30 đến 35 tấn quả. Ước tính toàn tỉnh thu từ 1.200 đến 1.500 tấn quả. Do diện tích trồng cam trong cả nước tăng nhanh nên giá cam giảm. Tuy nhiên, với kỹ thuật chăm sóc cây cam theo quy trình Việt Gáp, nên cam của bà con huyện Cẩm Giàng, Kinh Môn, Chí Linh ra bán cao gấp đôi giá ngoài thị trường, trung bình từ 25 đến 35 nghìn đồng 1 kg. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo bà con tranh thủ giá và thời tiết tốt cần thu tỉa cam, bán khi đủ độ chín, chú ý không thu sớm chưa đủ độ ngọt để đảm bảo năng suất và chất lượng trái cây. Sau khi thu hoạch xong, bà con cần tỉa cành phòng trừ sâu bệnh, chú ý sâu đục thân, bón phân cân đối và cung cấp nước vừa đủ để cây phát triển tốt cho sản phẩm an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trong mấy năm trở lại đây, các mô hình hợp tác xã kiểu mới ở tỉnh Sơn La đã có bước chuyển biến mạnh mẽ. Mỗi năm tại tỉnh Sơn La thành lập từ 60 đến 80 mô hình hợp tác xã kiểu mới. Các mô hình hợp tác xã nông nghiệp đang dần trở thành địa chỉ tin cậy của nông dân trong việc mở rộng những mặt hàng nông sản, đặc sản của địa phương. Năm 2000, Hợp tác xã Ngọc Lan được thành lập, thành viên chủ yếu phát triển chăn nuôi lợn, trồng mía, trồng ngô, nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Đến năm 2008, hợp tác xã bắt đầu chuyển sang trồng các loại cây ăn quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Với trên 80 ha cây ăn quả, trong đó có 20 ha cây bưởi da xanh
với 24 hộ thành viên tham gia. Bây giờ đây, diện tích đất rộng lớn ấy đã trở thành một vùng cây ăn quả ngút ngàn, hàng năm mang lại cho hợp tác xã hàng trăm triệu đồng lợi nhuận. Chính vì ham muốn trồng cây ăn quả nên chúng tôi đã tìm hiểu cái nguồn gốc của cái giống bưởi da xanh nó ở đâu, và chúng tôi đã tổ chức đi vào tham quan và mua một số cái mắt ghép của họ trong Bến Tre mang về ghép thử nghiệm. Năm 2013 thì sau 2 năm đến năm 15 thì nó có quả. Khi có quả thì bổ ra ăn thì thấy chất lượng rất là tốt, thị trường đón nhận. Hợp tác xã Ngọc Lan là một trong những hợp tác xã đi đầu trong việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất. Nhiều sản phẩm nông sản đã được triển khai theo tiêu chuẩn Việt Gáp và hữu cơ. Điều tôi ấn tượng ở đây là nông dân làm theo tập thể, không theo các hộ cá nhân riêng lẻ. Khi hoạt động kinh tế tập thể, sức mạnh sẽ tăng lên gấp nhiều lần, giống như một bó đũa sẽ vững hơn một cây đũa. Tôi nghĩ rằng nếu Sơn La tiếp tục phát triển hình thức này, nông nghiệp Sơn La sẽ trở thành tiêu biểu, kinh tế tập thể sẽ trở thành niềm tự hào của Sơn La. Từ chủ trương phát triển cây ăn quả của tỉnh Sơn La đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Đến nay toàn tỉnh đã có gần 200 hợp tác xã cây ăn quả, tăng hơn 650% so với số hợp tác xã năm 2015. Phát triển cây ăn quả đã tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp, giải quyết việc làm, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh giai đoạn 2016-2018 tăng 9,17 triệu đồng so với năm 2015. Điểm nổi bật ở đây là không chỉ dừng lại ở số lượng, mà chất lượng hoạt động của các hợp tác xã ở Sơn La ngày càng hiệu quả và bền vững hơn. Đối với việc phát triển các hợp tác xã và liên hiệp tác xã, thì các hợp tác xã sẽ là cầu nối cho giữa các hộ nông dân, các hộ thành viên trong quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Để nông nghiệp phát triển một cách bền vững, phải quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp cùng đồng hành, cùng phát triển, vì mục tiêu là cả cộng đồng cùng phát triển. Có thể thấy với sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền các cấp và sự năng động sáng tạo của người sản xuất, các mô hình hợp tác xã Sơn La đã và đang trở thành nhân tố quan trọng trong thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo nhiều việc làm, cải thiện, nâng cao thu nhập cho các thành viên tham gia hợp tác xã và người lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Trong năm 2019, các sở ngành, thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 14 vụ, 21 bị can và xử phạt hành chính 619 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với tổng số tiền trên 14 tỷ 200 triệu đồng. Trong đó, số vụ vi phạm về hàng cấm, hàng nhập lậu 80 vụ, số vụ gian lận thương mại 531 vụ, số vụ vi phạm về hàng giả 8 vụ. So với năm 2018, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả giảm 268 vụ. Để đảm bảo thị trường tiếp tục làm tốt công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các lực lượng chức năng, Ban chỉ đạo 389 tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả theo nhóm nhiệm vụ được giao, đồng thời phối hợp liên ngành trong hoạt động thanh kiểm tra phát hiện và phòng ngừa vi phạm trên cả 3 lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, về tiêu chuẩn chất lượng sở hữu trí tuệ đối với các mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương vừa triển khai kỹ thuật nội soi gây mê. Đây là đơn vị tuyến huyện đầu tiên trong tỉnh triển khai kỹ thuật này vào chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về đường tiêu hóa. Với phương pháp nội soi thông thường, người bệnh luôn phải chịu những cảm giác đau đớn, buồn nôn, khó chịu, kích thích vùng cổ họng khi nội soi dạ dày hay cảm giác đau chướng bụng khi nội soi đại tràng. Nội soi gây mê sẽ giúp cho bệnh nhân quên đi cảm giác khó chịu, lo lắng, sợ hãi trong suốt quá trình nội soi. Ngay trong buổi triển khai, Trung tâm Y tế Tứ Kỳ đã thực hiện kỹ thuật nội soi gây mê cho 2 bệnh nhân nội soi thực quản dạ dày hành tá tràng và 1 bệnh nhân nội soi đại tràng. Việc triển khai kỹ thuật mới sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhằm nâng cao ý thức và hành vi trong bảo vệ môi trường, thời gian qua, xã Tương Quang, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên luôn chú trọng công tác gìn giữ vệ sinh tại khu dân cư. Trong đó đã xây dựng mô hình khu dân cư tự quản, góp phần đem lại diện mạo mới thêm khang trang sạch đẹp. Hoạt động được hơn 4 năm, đến nay 8 trên 8 thôn của xã Dương Quang đều có tổ vệ sinh tự quản. Nhận thấy được lợi ích trong việc giữ gìn vệ sinh chung,
tạo nếp sống văn minh và chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. Định kỳ thứ bảy hàng tuần, các thành viên trong tổ lại đi thu gom rác thải, quét dọn đường làng ngõ xóm, kết hợp tuyên truyền để người dân phân loại rác thải tại hộ gia đình. Mỗi tổ đều do các trưởng thôn phụ trách và trực tiếp chỉ đạo các thành viên tham gia, qua đó phát huy hiệu quả, đem lại môi trường xanh, sạch đẹp trong khu dân cư, góp phần thực hiện nếp sống văn minh tại địa phương. Thực hiện cuộc vận động gia đình 503 sảnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực. Đến phường Xuân Hòa, hẳn nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những đoạn đường nở hoa rực rỡ, khoe sắc, khiến những đoạn đường như bừng sáng và thơ mộng hơn. Để triển khai thực hiện và nhân rộng mô hình tuyến đường hoa, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã vận động các hội viên tiến hành trồng hoa ven đường để xây dựng các tuyến đường phụ nữ tự quản, xanh sạch đẹp. Sự hình thành của những tuyến đường hoa đã làm thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường, ý thức làm đẹp cảnh quan thôn xóm được nâng lên rõ nét. Trên nhiều con đường bê tông trải dài ở các tổ dân phố trong toàn phường đã được khoác lên mình tấm áo hoa đầy sắc màu. Đây là thành quả của những người phụ nữ ngày ngày cẩn mẫn, chăm chỉ, góp sức để diện mạo quê hương thêm đổi mới, tươi đẹp hơn. Từ tháng 4 năm 2019 đến nay, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã có 7 trên 21 xã có công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã. Qua thực tiễn cho thấy, bước đầu đã phát huy hiệu quả, góp phần phục vụ đắc lực công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở. Cuối tháng 8 năm 2019, Giám đốc Công an tỉnh và trưởng Công an huyện Ân Thi điều động bổ nhiệm 3 cán bộ chiến sĩ đảm nhiệm các chức danh công an xã Đặng Lễ. Từ đó đến nay, Đại úy Trần Thành Luân, trưởng Công an xã đã tiếp nhận thông tin và lập hồ sơ xác minh ban đầu báo cáo về Công an huyện 5 vụ việc như tai nạn giao thông, hủy hoại và mất trộm tài sản liên quan đến 9 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng Công an xã trực tiếp xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng. Công tác quản lý, cư trú cũng được siết chặt. Các vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính của người dân được giải quyết thường xuyên, kịp thời. Khi về thì các anh em thì cũng dành thời gian xuống địa bàn, phối hợp với công an viên cùng với cả trưởng thôn, nắm bắt tình hình địa phương địa bàn, đặc biệt các cái vụ xô xát và các cái vụ an toàn giao thông hay là anh em có mặt rất kịp thời. Ngay sau khi nhận quyết định về công tác tại xã Hồng Vân, Thiếu tá Trần Văn Minh cùng 3 cán bộ chiến sĩ công an chính quy đã chủ động nắm bắt tình hình địa phương, đặc điểm dân cư. Khi tiếp xúc, giải quyết công việc cho người dân, các cán bộ chiến sĩ luôn có thái độ hòa nhã, niềm nở, tận tình hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính, đồng thời kiên quyết nhắc nhở, xử lý với những trường hợp cố tình vi phạm khi có hành vi làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Bản thân tôi cùng các đồng chí xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, phòng chống các loại tội phạm có thể xảy ra trên địa bàn, thông báo trên loa truyền thanh về cái phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn để nhân dân nắm và phòng chống những cái loại tội phạm đó. Bên cạnh đó, Công an xã Hồng Vân còn tích cực tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương các nghị quyết chuyên đề về công tác an ninh trật tự, các phương án đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng kế hoạch, phân công trực cho lực lượng công an chính quy thường trực 24 trên 24 giờ, kế hoạch tuần, tháng, giao ban có sự chuyển biến rất nghiêm túc theo đúng quy định của ngành. Trước này các anh chưa về, nói thật chứ, nếu như mà để mà ở đây thì đêm nào cũng đánh nhau, không đêm nào đêm không cả, máy gặt, máy lồng tranh chấp nhau. Thế nhưng đến bây giờ là hầu như những chuyện ấy là chấm dứt. Các đồng chí công an chính quy về địa phương thì làm rất có bài bản, nhất là về cái tai nạn xã hội ở địa phương nó giảm hẳn. Về các cái tụ điểm để mà tổ chức đánh bài bạc là không còn nữa. Theo kế hoạch, trong năm nay, 100% các xã thị trấn tại huyện Ân Thi có lực lượng công an chính quy về nhận công tác. Khắc phục những điều kiện khó khăn ban đầu, các cán bộ chiến sĩ công an luôn nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương. Cây cầu treo bắc qua sông Bôi là con đường độc đạo kết nối hai Mỹ và ba Tăng tại địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Qua 10 năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng, dẫn đến hiểm họa, nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến tính mạng người dân địa phương. Đến nay, cây cầu treo đã được khởi công, sửa chữa, mang lại niềm vui cho người dân nơi đây. Theo Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa, cây cầu treo được tiến hành khởi công sửa chữa từ ngày 20 tháng 9, với tổng vốn sửa chữa khoảng 1 tỷ đồng, thời gian thi công 90 ngày. Hiện phần mặt bằng gỗ của cây cầu treo xuống cấp đã được tháo dỡ, chỉ còn lại phần khung sắt. Người dân tạm thời lưu thông qua chiếc cầu tạm cách cầu treo khoảng 200 mét.
Trước đó, do cầu treo bị xuống cấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của nhân dân, thậm chí có nhiều trường hợp đi qua cầu bị rơi xuống sông Bôi. Hiện toàn tỉnh Hòa Bình có 65 cây cầu treo phân bố rải rác trên những địa hình đồi núi cao bị chia cắt phức tạp, đan xen với mạng lưới giao thông nông thôn. Những cây cầu treo giữ vai trò trọng yếu trong việc kết nối giao thông giữa các thôn xóm khó khăn. Chính vì vậy, khi các cây cầu bị xuống cấp đã trở thành những hiểm họa khôn lường đối với người dân địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ phố Hiến do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.